Chào bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Điện Thoại Số. Thì hôm nay mình về được một cái số nắp lưng của con Apple dòng mới các bạn. Thì mình quay giới thiệu bạn xem nha. Thì mấy cái lưng Apple này là bạn, thì bên mình có bán đem về. Thì mình vẫn có bán Shopee với Sen Đỏ nha các bạn. Nếu mà các bạn cần mua thì các bạn cứ liên hệ với bên mình sẽ gửi link cho các bạn mua. Còn những bạn mà muốn mua trực tiếp á, thì bên mình có bán trực tiếp ở cửa hàng mình luôn, hoặc là gửi xe cho các bạn cũng được nha các bạn. Nhưng mà đa số bây giờ thì dịch tình hình dịch bệnh các bạn, có thể là mình gửi xe không có được, tại mình ở Sài Gòn thì có thể mình gửi xe không được. Thì các bạn ở Sài Gòn thì các bạn chạy tới bên mình mua trực tiếp, hoặc là các bạn ở xa thì các bạn mua qua Shopee hoặc là Sen Đỏ thì họ sẽ vận chuyển cho các bạn nha. Còn nếu mà các bạn muốn thai thì bên mình có nhận thai nha các bạn. Các bạn thai các bạn tới ngồi chờ thai tầm khoảng nửa tiếng là bên mình sẽ làm xong cho các bạn nha. Cái này là cái lưng của Apple Fitness 2 nha các bạn. Lưng Apple Fitness 2 thì hiện tại mình có hai màu nè. Cái màu này là màu tím tím ánh xanh, bạc xanh ánh tím gì đó. Nó nè các bạn thấy không nè đó. Còn cái nắp này là giống như là mắt màu xám nha các bạn. Đây này, nắp màu xám. Đó, cái này là nắp lưng Apple Fitness 2. Còn cái này các bạn, cái này là nắp lưng của con Apple A93 5G. 93 5G thì hiện tại bên mình có 3 màu sẵn nha các bạn. Hàng của bên mình đã có sẵn. Các bạn tới các bạn ngồi chờ thay, các bạn ngồi chờ lấy luôn, hoặc bạn mua thì bên mình sẽ gửi đường link trên Shopee hoặc là Sen Đỏ cho các bạn mua nha. Nè, cái này là lưng Apple A93 5G. À, bạn lưng này mình nhập đa số là lưng zin hết nha bạn. Nó sẽ có một số thì nó sẽ có keo sẵn giống vậy nè. Thì mình mua về mình chỉ cần tháo nắp lưng cũ mình thay vô thôi. Ở kênh của mình các bạn cũng có làm vài video hướng dẫn thay nắp lưng, thì các bạn có thể mua về các bạn xem cái vô cái kênh YouTube Điện Thoại Số của mình đó, thì các bạn có thể xem rồi các bạn có thể làm theo. Còn các bạn mua về các bạn không thay được á, thì các bạn có thể cầm ra tiệm nhờ kỹ thuật họ thay lấy tiền công nha các bạn. Thì tùy chỗ lấy 50 hay 100 ngàn gì đó, thì tùy nơi nha, mình không biết được, mình không có nói giá được đó. Cái lưng cấp bộ A93 này là có bên mình có 3 màu sẵn nha các bạn. Đây sẽ coi bên mình sẽ có 3 màu sẵn này. Nè bạn. Đây là cái kính lưng của con Realme X50 nha bạn. Realme X50 này hiện tại mình có ba màu, hai màu, có một màu màu xanh, màu ở trên đầu là xanh, ở dưới là ở trên đầu là đen các bạn, ở dưới là xanh nè. Đó, mình sẽ cho các bạn xem. Cái này thì nó cũng có keo sẵn luôn nha bạn. Nắp này nắp zin cầm rất là nặng. Nó gáp máy thì sẽ khít nha bạn. Còn những cái nắp linh kiện á, các bạn cầm nó sẽ nhẹ hơn. Và gáp máy thì có thể là nó không có khít lắm nha bạn. Đây là nắp Apple Realme X50. Đây là cái kính lưng của con Realme X7 Go nha các bạn. Kính lưng này khá đẹp bạn. Nó dạ quang, nó dạ quang, nó chiếu nhiều màu, rồi nó có cái chữ ở trên đây. Nắp này nắp zin luôn nha các bạn. Có keo sẵn nè. Giờ các bạn chỉ cần tháo nắp lưng rồi mình gắn vô là xong rồi. Mình không có cần phải dán keo gì thêm hết á. Đó, cái này là kính lưng Apple Realme X7 Go. Bên trong nè, nó có mình lọc một lớp xanh này ra nè các bạn, thì nó sẽ có keo bên trong luôn nha. Đó thì mình
mình rất là nhiều nắp lưng nha các bạn, nhưng mà mình sẽ làm mỗi video vài mẫu sản phẩm thôi. Mình sẽ làm nhiều video, mình làm trong một video mà nhiều sản phẩm thì khách hàng nó vô coi, các bạn coi á thì các bạn không có xả tới xả lui thì sẽ mất thời gian các bạn, và các bạn không biết nó nằm ở cái khúc nào hết. Nên mỗi video mình sẽ làm hoặc ba hoặc bốn sản phẩm cho các bạn xem, quay ba bốn sản phẩm các bạn xem đó. Thì ở ngoài tiêu đề mình đã có để cái sản phẩm nào đó thì các bạn xem thì các bạn sẽ thấy nắp lưng, dần nắp lưng Apple này bên mình có đa số là đủ hàng những sản phẩm mới, và đa số mình nhập là mình nhập trực tiếp, mình nhập nắp zin nha các bạn, chứ không phải nhập nắp lưng mà loại A loại B mình thay vô nó không có khít nha các bạn. Này nó có keo sẵn nè, cầm rất là nặng tay đó, nắp lưng khá đẹp đó. Thì mình vừa giới thiệu bốn sản phẩm bên mình các bạn. Sản phẩm này hôm gài mình về cũng gần cả tháng rồi đó, mà mình bận quá mình không có quay được. Hôm nay mình mới rảnh mình quay cho các bạn xem á. Anh quay kỹ một lần nữa các bạn xem nha. Đó các bạn, đó thì cái này là cái nắp lưng bên mình. Thì các bạn mà muốn mua thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp bên mình, và mình có để thông tin dưới phần mô tả nha, hoặc là có để cái đường link ở dưới website. Nếu mà các bạn kiếp không có, các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên mình sẽ gửi đường link cho các bạn đặt mua. Thì các bạn ở xa, còn bạn ở gần muốn thay luôn á thì bên mình sẽ nhận thay luôn. Các bạn tới trực tiếp bên mình sẽ nhận thay luôn cho các bạn nha. Rồi, mình vừa hoàn thành xong cái video giới thiệu về những cái nắp lưng, bốn mẫu nắp lưng mới ra thì bên mình có sẵn nha các bạn. Bên mình có đa số đủ màu và có số lượng. Thì các bạn mua được, các bạn cứ liên hệ trực tiếp bên mình. Thì bên mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ. Mình sẽ còn nhiều mẫu đó, mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi, ngoài nắp lưng ra thì bên mình có cung cấp tất cả đủ dòng kính cam các bạn. Kính cam nắp lưng là bên mình những dòng mới bên mình là hình như đủ mẫu luôn, kính cam Apple, Xiaomi mình có đủ hết luôn á. Thì mình sẽ làm từng clip giới thiệu từng sản phẩm cho các bạn xem. Các bạn nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình nha bạn. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.